Ba đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm Trần Tuấn Vinh sinh năm 1980 trú tại khu đô thị Tham City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Phan Thị Thu Thủy sinh năm 1982 trú tại khu đô thị Park City, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Trần Vinh Quang sinh năm 1989 trú tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hiện cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của các bị can trên và những người có liên quan.